à, đôi loa Selection 66, dòng loa đến từ Anh Quốc. Đây còn gần lại cho bác nhìn. Nghe chưa? Úi giời, dìm từ con ốc luôn. Ôi chưa, thế 66 chưa? Loa đến từ Anh Quốc. Củ loa đây. Dìm tuyệt vời luôn. Đây, màng loa đây. Đó, để ý của em nhé, đây là tất cả, đây là lớp keo người ta phủ trên bề mặt của màng loa và núm loa. À, bình thường ở nước ngoài thì những địa điểm có khí hậu nó vừa phải thì không sao, nhưng về Việt Nam mình khí hậu nó quá nóng thì nó như kiểu cái gân nước gân dưỡng ấy, đây sờ nó cũng mềm nhũn này, nó sẽ bị chảy keo ấy bác nhá. Bác nhá, nhiều bác không biết nữa, bác bảo ôi ông đổ cái gì vào, không phải đâu, keo của nó đấy ạ. Về Việt Nam mình khí hậu nó nóng quá, nó nóng quá thì bắt đầu nó bị dồn keo, nó chảy keo, nó chảy tự nhiên, kệ nó. Bác nhá, đấy là con củ loa bát của nó đây. Có chu đã, từ không cầm một tay này, cầm này khó trượt tay mất. Có chu có cái củ chưa để thôi, có chu em để lửa đi, bên con bên này em úp rồi đấy, chứ có thấy chưa, tép này khó đỉnh chưa, chậm các bạn, tôi lật nốt để cho các bác xem đã mất cùng quay này. Đây ạ, Selection. Quay đúng chiều cho bác xem nhìn này. Hàng Made in England xịn luôn ạ. Còn con bát này, nó là bát cộng hưởng, bát 30 cộng hưởng. Thế nào không muốn tháo nữa, nó là bát cộng hưởng quá. Úp pháo ơi, con này cộng hưởng 2 chiều cơ. Nó lại không cộng hưởng như con loa bình thường, em vừa sờ tay đây. Con này lại cộng hưởng 2 chiều luôn. Đã rồi, tháo tháo con này ra, nó lại khác với con loa khác. Con này trong này lại một mặt loa nữa, cộng hưởng tiếp 2 chiều, tháo ra. Phải tháo cho các bác xem. Nó lại không như con loa khác là nó chỉ cộng hưởng một mặt, nó như kiểu màng loa bình thường thôi, không có củ. Con này lại 2 chiều. Thằng nào nó hay thế. Còn củ loa đi, em tháo con cộng hưởng đi, con cộng hưởng này 2 chiều đấy, một chuyển cho các bác xem nốt. Nói chung là nó xứng đáng đủ tiền thôi. Tại sao nó hay, tiền là của đấy thôi ạ. Biết gì em đừng hết ạ. Tại sao nó hay ạ. Đấy, đã mất cộng khui thì khui luôn cho các bác. Nó mãi. Các bác nhìn này. Ui giời, như mãn luôn. TD 66 nhé. Tiền đặt của đấy. Đây, con củ chung này. Bình tĩnh từ từ, không phải vội vàng. Nó rơi cái đấy là mệt lắm. À, đang đẹp như này. Đấy, ngoài quay cái ngoài hình thức ở ngoài đã đẹp, chất ra thì em quay luôn cho các bác nhìn luôn. Nó dễ. Đây để giữ chưa? Đấy, có gì đây? Đây, à, con loa này là làm cộng hưởng theo kiểu này các bác ạ, cộng hưởng kép 2 chiều, mặt trong lại cũng cộng hưởng thùng hộp đây, mà ăn theo đây. Ô, này nhấc ra. Đấy, những dòng loa kia thì nó chỉ có mặt này thôi, đằng sau này nó trơ như kiểu cái màng loa này, nhưng con này lại cộng hưởng kép 2 chiều. Trong này tất cả trong này là một lớp xốp nỉ, các bác nhìn này, dày một lớp xốp luôn. Chuối chưa? Đây, cả lớp xốp, các bác nhìn chưa? Đấy, con cộng hưởng của nó khổ như này các bạn. Xứng đáng đồng tiền thôi. Em báo giá cho các bác rồi đấy, các bác biết giá chưa? Đôi loa Selection này là mức giá là 43 triệu, hàng Made in England. Dòng này các bác mà đánh ra đèn thì tôi phê lòi mắt. Đúng rồi các bác. Đẹp chưa?